Ở Việt Nam, nếu như bạn ủng hộ đường lưỡi bò thì bạn 100% là bè lũ bán nước. Những mâu thuẫn địa chính trị này là thứ không một cá nhân hay tổ chức nào có thể thay đổi, vì Tổ quốc là trên hết. Trung Quốc tuy vừa là bạn nhưng cũng vừa là thù. Người Việt thì ai cũng biết, đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua ngàn năm Bắc thuộc đen tối. Nhưng thời nào dù giàu hay nghèo, dù mạnh hay yếu, người Việt đều đứng lên chống trả âm mưu của những kẻ xâm lược đến từ phương Bắc kia. Đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự nghĩ ra để lấn chiếm Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là một trong những âm mưu xấu xa đó. Lại nhắc về vấn đề nghệ sĩ và giải trí, đây là một lĩnh vực nhạy cảm vì các ngôi sao trong ngành này có sức ảnh hưởng tới quần chúng rất sâu rộng, nếu không muốn nói là thậm chí còn nhiều hơn các chính khách đối với giới trẻ. Do đó, các công ty hoạt động trong lĩnh vực này cũng luôn luôn phải phối hợp và tuân theo chỉ thị của tầng lớp đang lãnh đạo quốc gia trong các hoạt động truyền thông. Và giờ chúng ta có một việc rất đáng để theo dõi. IME, tên đầy đủ là IME Entertainment Group Asia, đơn vị thầu tổ chức show Bonping tại Hà Nội, là một doanh nghiệp đa quốc gia gốc Trung Quốc. Và một điều như bao công ty Trung Quốc khác, công ty này ủng hộ đường lưỡi bò công khai trên website chính thức của họ. Không biết là nhóm nhạc Blackpink có kế hoạch thay đổi đơn vị tổ chức show hay không? Ví dụ như là không đi, thì chúng ta sẽ được chứng kiến một phân cảnh hiếm thấy trong lịch sử ngành showbiz Việt Nam. Trong sân vận động Mỹ Đình, hàng chục ngàn người giơ biển hiệu Blackpink ủng hộ thần tượng. Còn ở ngoài sân thì là hàng trăm ngàn người giơ biểu ngữ đả đảo đường lưỡi bò. Còn nếu là bạn sẽ ở trong sân Mỹ Đình hay là ở ngoài sân?